Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, giai đoạn từ nay tới Tết âm lịch năm 2024, được thần tài ban lộc, giàu sang bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, người người ngưỡng mộ. Quý anh chị thân mến, cuộc đời của một Giáp Dần sẽ luôn cần họ phải phấn đấu. Giáp Dần sống đến tầm tuổi này đã trải qua bao nhiêu sóng gió gian truân. Nhưng khi ngắm lại cả cuộc đời vất vả, thì liệu về già có được an nhàn không? Câu hỏi cuối đời còn lại gì luôn canh cánh trong lòng Giáp Dần mà chưa một lời giải đáp. Minh Đường Tử Vi chẳng cho anh chị được tiền bạc, nhưng chúng tôi có thể trả lời cho anh chị câu hỏi lớn nhất của đời người này, giàu sang hay bần hèn đều được tiết lộ sau đây. Thưa quý tín chủ Minh Đường Tử Vi, các anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Thưa anh chị Giáp Dần thân mến, anh chị 1974 cần nhớ, điều kiện kém không đáng sợ, đáng sợ là điều kiện không tốt, lại còn không nỗ lực, không cố gắng, thích hưởng thụ, thích lười biếng, thích than thở, oán trời, trách đất, giận đời, cuộc sống là một cuộc chinh chiến, phấn đấu dài kỳ. Khi sinh ta không giàu sang phú quý, nhân tâm ta tự định tìm một điểm thành tựu vinh hoa, trong cái cõi tạm mờ mịt này, nhiều Giáp Dần đã có câu trả lời cho câu hỏi cuối đời còn lại gì. Giáp Dần đoán rằng mình sẽ được hưởng an nhàn hạnh phúc bên gia đình và con cháu, nắm trong tay nhiều tài sản. Đó là cái kết Giáp Dần đáng được hưởng vì những vất vả và bộn bề mà bản mệnh đã phải trải qua. Niềm tin của Giáp Dần được coi là một món quà, và đã là quà thì không phải ai cũng có được. Có những món quà bình thường, có những món quà tuyệt vời, cũng có những món quà đặc biệt, tiềm mẩn vô hạn những khả năng, vô vàng đều ẩn chứa. Thông tin vào tín ngưỡng là một món quà tuyệt vời, anh chị tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, tin vào nhân quả để tu tâm dưỡng tính, để làm chủ hành vi, để giữ lại một điểm sáng, một ngọn hải đăng chỉ đường cho anh chị mà tiếp tục bước đi, đúng mệnh, đúng đạo, đúng lý, giữ vững bản tâm mà kinh qua những ngày tháng bon ven nơi cõi tạm. Vì nó là một món quà tuyệt vời nên hãy giữ gìn nó như giữ lại cái bản tâm của chính Giáp Dần, vậy niềm tin đặc biệt nhất mà Giáp Dần có, đấy là niềm tin vào bản thân, tin rằng chỉ cần ta muốn thì ta ắt làm được, chỉ cần ta cố thì vạn điều sẽ thuận lợi hanh thông. Chỉ cần ta nỗ lực, ta chăm chỉ hoặc ta thực sự nghiêm túc thì kế hoạch cuộc đời sẽ thẳng bước thành công. Cái món quà đặc biệt này của Giáp Dần lắm khi không phải lúc nào cũng hiện hữu, đôi lúc đời hành, thỉnh thoảng trời trêu. Vạn điều đều xoay vần bào mòn đi cái niềm tin vào bản thân mà Giáp Dần có lắm lúc ngẫm lại, ta đã bị cuộc đời dìm xuống, hèn đi một tẹo, đồng hóa rồi sao? Cái đoạn từ năm 2014 đến nay, với Giáp Dần, không hề dễ dàng, người ngoài nhìn vào không ai hiểu, nghĩ cuộc đời Giáp Dần. Chẳng mấy thứ phải lo toan, thị phi, như không khí hít thở kịp thời, như cơm ăn chẳng thể thiếu ngày nào, nhưng vẫn cứ yên lặng mà chịu. Tôi không thở than, không phải vì cuộc đời tôi dễ quá, tôi không than thở, để tiết kiệm từng giọt sức mà chiến đấu với đời, cũng không thể nói cho Giáp Dần. Bao giờ anh chị chuyển cảnh được, vì nó không quá cần, cũng chỉ biết rằng, đến cái đoạn 2024, mọi thứ anh chị làm ở hiện tại, nhìn lại thấy sẽ đáng giá, để nỗ lực lắm thi. Người bước vào đoạn hậu trung niên, thường thấy cô độc vì mỗi sáng thức dậy, có bao người đang dựa vào mình, mà mình thì chẳng còn ai để dựa vào cả, nên lựa chọn duy nhất là hãy kiên cường, cho những trách nhiệm mình đang mang, chỉ vậy thôi, đến cuối đời, chính là đúc kết những ngày tháng trước đó, bởi vậy, nếu biết trước tương lai, thì cũng sẽ hình dung ngay được, cuối đời anh chị như thế nào. Nhưng này Giáp Dần thân mến, các thầy tử vi đã luận giải ra được từ những chòm sao thấy rằng người sinh năm 1974, từ nay tới Tết 2024, sẽ gặp nhiều may mắn nếu biết nắm bắt cuộc đời của anh chị.
có thể bước một bước chuyển mạnh mẽ, tạm biệt nghèo khổ vất vả mà từ trước tới nay Giáp Dần đã gặp phải, vươn lên trở thành đại gia, giàu có là điều không phải bàn cãi. Vậy, vận trình cụ thể giai đoạn từ nay tới Tết 2024 của quý anh chị tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Xin mời quý vị đến với phần luận giải bên dưới video ngày hôm nay nhé! Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan, thử thách. Tuổi Giáp Dần dễ nổi nóng và khó kiềm chế được cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình. Bởi vậy, trong gia đình, đôi lúc diễn ra mâu thuẫn với anh chị em, họ hàng. Tuy nhiên, họ là những người thẳng thắn, bộc trực, có sao nói vậy, không biết nịnh bợ lấy lòng mọi người. Từ khi còn nhỏ, tuổi Giáp Dần đã ham học hỏi, thông minh sắc sảo, cuộc sống khốn khó, nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, vật chất, càng trưởng thành, ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp càng lớn. Mời bạn cùng Minh Đường Tử Vi xem luận giải chi tiết tử vi tuổi Giáp Dần, giai đoạn từ nay tới Tết, trong những khía cạnh quan trọng, sự nghiệp, tài vận, sức khỏe và tình duyên. Đối với nam mạng, tiết lộ sự nghiệp của nam Giáp Dần 1974 trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 khởi sắc rõ rệt. Vận trình sự nghiệp của mệnh chủ trong 3 tháng cuối năm được quý nhân phù trợ, mọi sự dễ bề chuyển biến được như ý. Hơn thế nữa, với sự độc lập, tự tin và tham vọng cao, quý nam rất có khả năng sẽ được đề bạt lên mức lương tốt hơn, chức vụ cao hơn. Đối với người làm kinh, công việc hiện tại phát triển thuận lợi, nhiều cơ hội đầu tư mới được đưa đến. Nếu biết cách sàng lọc và vận dụng thời cơ thì bản mệnh gần như không phải lo lắng về phương diện tài chính trong giai đoạn này. Nhìn chung, quý nam Giáp Dần 1974 không phải lo lắng quá nhiều về phương diện tài chính trong 3 tháng cuối năm 2023. Với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng trong công việc, bản mệnh năm này có thể có thêm được nhiều nguồn thu mới từ lương, thưởng, lợi nhuận từ các kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh. Phương DIE gia đạo của người nam sinh năm 1974 trong giai đoạn từ nay tới Tết tràn ngập hạnh phúc và sự viên mãn, quý nam sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc ý nghĩa và vui vẻ bên gia đình. Trong năm, mệnh chủ có thể sẽ đón tin vui được mang đến từ các thành viên trong gia đình. Nam Giáp Dần có thể an tâm về phương diện sức khỏe của bản thân. Trong 3 tháng cuối năm 2023, bản mệnh ít ốm đau, bệnh vặt, nếu có bệnh cũng sẽ rất nhanh khỏi, đặc biệt người đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng thì năm này có thể sẽ tìm được cách cũng như người chữa trị tốt, giúp thể trạng nhanh chóng được cải thiện. Nam Giáp Dần không chịu tác động của vận hạn Thái Tuế, bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều về những khó khăn bất ngờ trong cuộc sống năm này. Quý nam tuổi Giáp Dần 1974 không phạm hạn tam tai trong năm 2023. Năm 2023, người nam sinh năm 1974 sẽ bước sang tuổi 50, tính cả tuổi mụ, không phạm kim lâu. Năm Quý Mão, nam Giáp Dần 50 tuổi, phạm hoang ốc, bản mệnh nên cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, tránh để những mâu thuẫn vụn vặt khiến tình cảm gia đạo bị ảnh hưởng. Nếu đã có dự định sửa chữa, xây dựng nhà cửa từ trước, quý nam có thể cân nhắc đến việc mượn tuổi làm nhà. Bằng cách này, kế hoạch xây nhà sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, tạo tiền đề cho bản mệnh an tâm, an cư lập nghiệp. Riêng với nữ mạng, trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024, được xem là năm rất quan trọng trong vận trình sự nghiệp của nữ mạng tuổi Giáp Dần, những nỗ lực trước tuổi ngũ tuần, kết hợp với sự tương trợ của các mối quan hệ xung quanh, giúp phương diện công danh, sự nghiệp của quý nữ khởi sắc đáng kể. Song, giai đoạn này bởi tác động của sao Thổ Tú, nữ mệnh cần cố gắng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường. Những khúc cua bất ngờ của vận trình sẽ giúp mang đến cho bản mệnh những kinh nghiệm sống thiết thực, những chặng đường mới thành công hơn. Phương diện tài chính, trong từ nay tới Tết của nữ mạng tuổi Giáp Dần tương đối đầy đủ, tuy nhiên, đề phòng những tổn hại do sao Thổ Tú gây ra, bản mệnh nên cố gắng tăng thu, giảm chi, đồng thời cũng cần tránh cho vay hoặc hu vốn đầu tư lớn trong giai đoạn này. Ở tuổi ngũ tuần, quý nữ hiểu rất rõ về tầm quan trọng của gia đình, với sự khéo léo, điềm tĩnh và kinh nghiệm vun vén, gia đạo của bản mệnh rất ít khi xảy ra bất hòa. Nếu có, cũng sẽ rất nhanh được giải quyết ổn thỏa. Chính vì thế, đời sống tình cảm trong năm này của mệnh chủ nhìn chung rất hạnh phúc và viên mãn.
Phụ nữ tuổi Giáp Dần cần lưu ý đến vấn đề sức khỏe và tinh thần trong 3 tháng cuối năm 2023, nên mở lòng nhiều hơn và chủ động chia sẻ, giúp tinh thần của quý nữ được cải thiện rõ rệt. Song song đó, bản mệnh cũng nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và thăm khám sức khỏe định kỳ từ 3 đến 6 tháng trên lần. Nữ mạng Giáp Dần không phạm thái tuế, cuộc sống tương đối bình an và êm ấm. Giai đoạn này không phải là thời điểm quý nữ sinh năm 1974, phạm hạn tam tai, mệnh chủ có thể cân nhắc để triển khai các kế hoạch kinh doanh vào năm này. Năm 2023, nữ Giáp Dần 50 tuổi âm, tránh được hạn kim lâu. Năm Quý Mão, nữ Giáp Dần 50 tuổi âm, phạm hoang ốc, bản mệnh nên chủ động quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình để hòa khí gia đình luôn được tốt đẹp. Năm này, quý nữ vẫn có thể tiến hành sửa chữa, động thổ xây dựng nhà cửa, tuy nhiên, để mọi việc được thuận lợi và hanh thông. Vận trình cuộc sống tương lai gặp nhiều may mắn, bản mệnh được khuyên nên cân nhắc mượn tuổi làm nhà. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Dần 1974 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự, sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Giáp Dần thuộc hành thủy, Giáp Dần là người đạo đức và ngay thẳng, họ sống theo những nguyên tắc của riêng mình và sẽ làm những việc tốt và có ích cho xã hội. Họ có kỹ năng tổ chức tốt và thể hiện sự tự tin cao trong công việc. Năng lượng mộc kép, Dần cũng thuộc hành mộc, khiến Giáp Dần điềm đạm và nồng hậu hơn so với các tuổi Dần còn lại. Họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trước khi hành động và vì vậy ít rơi vào xung đột. Họ cũng có cách giải quyết thực tiễn cho bất cứ khó khăn nào. Khá dân chủ trong cách nhìn và không cố gắng giành vị trí chỉ huy, Giáp Dần hiểu và đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác với những người khác. Để có thể tiến nhanh hơn, họ thu hút được rất nhiều người ủng hộ và có khả năng hòa nhập với mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Hổ nước là người rất hào phóng, hết sức trung thành, họ sẵn sàng bảo vệ bạn bè và sẽ dành thời gian, sự chú ý và tiền bạc cho những người cần đến chúng. Nếu bạn phải một mình tham gia trận chiến và cảm thấy quá lo lắng, thì Giáp Dần chính là người đồng hành lý tưởng. Người sinh năm này không quá nổi loạn như những tuổi Dần còn lại, nhưng vẫn biết cách giải quyết tình huống một cách nhanh gọn và không sợ đối đầu. Đổi lại, khi cần Giáp Dần cũng luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của bạn bè, người thân, tuy nhiên, sự diệt thành cao độ có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của họ. Giáp Dần cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và nạp thêm năng lượng. Hổ gỗ không có khả năng tập trung lâu, vì vậy họ nên thường xuyên tìm ra phương thức thúc đẩy bản thân hoàn thành công việc. Giáp Dần cũng cần nhận thức được tính khí nóng nảy của mình, không để nó chi phối hay gây đau đớn cho bản thân hoặc những người thân. Tam hợp, nhị hợp tuổi Giáp Dần 1974 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tuổi Dần thuộc nhóm tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất, nhóm này được gọi là nhóm tam hợp hỏa hay nhóm độc lập. Người sở hữu con giáp trong nhóm này thường cùng chung một sở thích là yêu tự do, đam mê khám phá mọi thứ trong cuộc sống. Nhóm tâm hợp này, họ đều dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, họ tự tin đứng ra nhận trách nhiệm và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới. Ai cũng biết, Dần và Hợi nằm trong bộ tứ hành xung, Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nhưng điều bất ngờ ở đây là nhị hợp của Dần chính là Hợi, cô nằm trong bộ tứ này vì hành thủy của tuổi Hợi, sinh ra hành mộc của tuổi Dần và ngược lại, một khi tuổi Trần và tuổi Hợi kết hợp làm ăn cùng nhau, sẽ thu hút được rất nhiều may mắn, hanh thông đường tài vận. Bên cạnh đó, khi hai con giáp này ở bên cạnh nhau thì mối quan hệ tri kỷ dễ dàng được xây dựng, đồng thời tăng vận được gặp quý nhân giúp đỡ cao hơn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Giáp Dần 1974 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, càng chủ động càng dễ gặp may, sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Giáp Dần. Trong tháng có nhiều sao tốt chiếu mạng này, vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều bởi mối quan hệ lục hợp thái tuế. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Giáp Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có các phận mà thôi. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chủ nữ. Lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Bên cạnh đó, tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử, dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên đừng quá chủ quan,
hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn. Cát tinh soi chiếu, giúp chuyện tình cảm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu, có thể tính tới chuyện trăm năm. Tử vi sự nghiệp, theo tử vi tháng, đây là một tháng cát lành, đại lợi với phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần, công việc của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Tháng này, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng xông xáo và chủ động, sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp thái tuế, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được gấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách, chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này, người tuổi Giáp Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Tử vi tài lộc, bước sang tháng 10 năm 2023 âm lịch, tài lộc của tuổi Giáp Dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyển kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán. Nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp, người làm công ăn lương nên tích tụ tài chính. Để chuẩn bị cho thời cơ thu tài về tay, vận khí đang lên, hãy chấp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Dần vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tử vi tình duyên, theo tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Giáp Dần nhờ lục hợp che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ, khoe sắc, nhân duyên tốt đẹp, tình yêu đôi lứa rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa, hạnh phúc. Bạn luôn biết vun vén cho gia đình, lại hoặc bát, lanh lợi, nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười, ấm áp. Dù với vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột bất đồng, nhưng bạn chủ động hòa giải và tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Người đang yêu đương thì lãng mạn, thấu hiểu cho nhau hơn. Sự đồng điệu khiến hai người có thể giúp đỡ nhau, đồng tâm hiệp lực giải tỏa nỗi niềm. Đây có thể coi là giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu hai bạn, nên hoàn toàn có thể tính tới chuyện trăm năm. Mọi thứ đã thuận lợi thì nên nhanh chóng tiến hành. Tử vi sức khỏe, tình hình sức khỏe tuổi Giáp Dần trong tháng 10 duy trì ở mức ổn định, dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì cần phải tăng cường tập luyện. Tử vi tháng 11 âm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, hung cát đan xen, chớ nên lơ là tháng 11 năm 2023 âm lịch là một khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Giáp Dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ nên bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, nhất là ở trong những công việc đã quá quen thuộc. Một số người hăng hái nhận những dự án, nhiệm vụ mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, làm việc đầu voi đuôi chuột, khiến lãnh đạo không hài lòng. Trên thực tế, theo tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, bạn vốn là người thông minh, có tài, chỉ cần chăm chỉ làm việc, ắt sẽ gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ. Các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên vu xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên vội vã đầu hàng. Phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những bước tiến triển tích cực, ngũ hành tương sinh cho thấy, dù bạn còn độc thân hay đã có người thương,
thì đều được tận hưởng hạnh phúc. Bạn thường được mọi người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tâm sự, tạo động lực để bạn có thể vượt qua khó khăn. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tiền bạc khá, nhưng tình cảm phạm đào hoa. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi 2023 trong tháng 12 âm, áp lực công việc của những người tuổi Giáp Dần khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn. Có điều tuổi Giáp Dần linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này, Lâm Đế vượng ở Giáp Dần, báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời, chỉ cần tuổi Giáp Dần tập trung làm, việc gì cũng có thể giải quyết tốt và thu về kết quả mãn nguyện. So với tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, đây đã là tháng cuối cùng của năm Quý Mão, mọi việc cần gấp rút hoàn thành, vì thế khả năng cao tuổi Giáp Dần phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng mệt mỏi, nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 12 năm 2023 vẫn tiếp tục có sự khởi sắc về phương diện tài lộc, chính tài ổn định, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng nhẹ. Theo lịch vạn niên, thứ tài chuyển biến tích cực, có nhiều may mắn, theo đó, ngoài khoán lương chính thức tuổi Giáp Dần còn nhận được mức tiền thưởng, hoa hồng, tiền tặng thưởng khá hậu hĩnh, xứng đáng với sự phấn đấu miệt mài trong suốt một năm qua. Chuyện hợp tác làm ăn hoặc ký kết hợp đồng có thể gặp trục trặc lúc ban đầu, bản mệnh cần nhanh trí xử lý, tìm phương án khắc phục thì mọi thứ mới tiếp tục được suôn sẻ, có nguyệt lệnh ủng hộ, không lo hoài công vô ích. Có điều, sự xuất hiện của kiết tài có thể gây hao tổn không ít tiền của trong tháng, tuổi Giáp Dần cần đề phòng trộm cắp. Tử vi tình duyên. Xem tử vi cho thấy vận khí đang dần vượng, kéo theo đào hoa cũng vượng, điều này có lợi cho những ai còn độc thân, vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng cũng là con dao hai lưỡi khiến các cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, chẳng hạn như người thứ ba xuất hiện phá hoại tình cảm lứa đôi. Trong tháng, nhất bạch chủ đào hoa gặp thất xích chủ về phiền muộn, thị phi đeo bám, điều này báo hiệu những rắc rối tình cảm bổ vây lấy bạn. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 12 theo âm lịch, tiếp tục một tháng nhiều áp lực, công việc, nên sức khỏe tuổi Giáp Dần có không ít bất thường, nhất là các vấn đề về tiêu hóa, dạ dày, việc tiệc tùng liên miên, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thức khuya, áp lực công việc khiến tình trạng đau dạ dày tái phát nghiêm trọng. Ngoài ra, sự xuất hiện của hung tinh Thiên Nguyệt mang điềm báo ốm đau bệnh tật, Giáp Dần mộc, không được mùa đông che chở, sức đề kháng kém, dễ bị hàn khí xâm nhập, gây ra các bệnh về hô hấp như cảm cúm, ho hắng, bản mệnh chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ, thời tiết thay đổi bất thường nên có biện pháp phòng tránh hơn là có bệnh mới chữa trị. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.